thì sách này trong chương 2 thì cũng nói về một số mẫu hình được đánh giá rất là cao bởi ông Dan Zanger. Thì trong đó thì ông có liệt kê là những mô hình, có những mô hình thì đáng tin cậy trong xu hướng tăng, còn có những mô hình thì đáng tin cậy trong xu hướng giảm. Tức là chúng ta có thể kiếm lời trong xu hướng tăng thì với mô hình nào, và kiếm lời trong xu hướng giảm với mô hình nào. Đặc biệt là mô hình được ông đề xuất đó là tam giác đối xứng. Đối xứng, đúng không? Mô hình thứ hai đó là mô hình hộp chữ nhật, tức là trong xu hướng tăng nhé. Nó có thể thêm về hộp chữ nhật, đúng không? Có 5 mô hình. Ở đây chúng ta được 4 này. Ok, tam giác đối xứng này. Đấy. Rồi hộp chữ nhật này. Rồi thì tam giác dốc lên. Không, rồi thì là gì? Cái nêm hướng xuống. Cái nêm hướng xuống hoặc hướng lên. Đấy thì là thực ra có 5 mô hình, đúng không? Trong xu hướng giảm thì chúng ta có gì? Tam giác đối xứng, đúng không? Chúng ta có hộp chữ nhật. Hộp chữ nhật. Tức là hai cái này giống nhau đấy, tam giác đối xứng và cái hộp chữ nhật, và là giống nhau trong cả hai trường hợp là tăng và giảm thì đều dùng được. Đỉnh nhỏ. Và chúng ta thêm một cái nữa đi. Đỉnh nhỏ và gì? Hai đỉnh. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm một cái nữa. Nhưng ở đây thì người ta không cho thêm vào cái biểu đồ này. Nhưng mà tam giác đối xứng, và chúng ta có thể thêm đây là 5 nữa là tam giác dốc xuống. Đấy, tức là 4 và 5 thì chúng ta gộp vào là một cái này nhá. 4 này, tam giác đối xứng này. Để kéo cái hình hộp chữ nhật này lên. Đấy. Tam giác dốc xuống và tam giác đối xứng. Thế còn ở đây thì cái hướng xuống và lên, tức là 4 và 5. Như vậy thì tác giả kết luận rằng là ngoài việc tìm hiểu những phương pháp luận và cơ sở lý luận của ông, chúng ta có thể nên biết một vài điều đã thực nghiệm trên các mẫu biểu đồ thành công. Ông Agnon, tên là Kutis Agnon, thì phát hiện ra rằng có một số mẫu hình có độ tin cậy cao hơn trong xu hướng tăng, nhưng có một số mẫu hình khác có độ tin cậy cao hơn trong xu hướng giảm. Và như chúng ta đã biết là có mô hình hình hộp chữ nhật này là phù hợp với cả tăng và giảm. Thế còn sự khác nhau ở chỗ là các mô hình xu hướng giảm thì có mô hình tam giác đối xứng dốc xuống, trong khi ngược lại thì mô hình xu hướng tăng là tam giác dốc lên. Đấy. Thế còn mô hình trong xu hướng tăng thì có cái đặc biệt đó là tam giác đối xứng. Rồi cái này thì lát nữa chúng ta sẽ đi xem xét là các mô hình này nó sẽ như thế nào. Trên quyển sách này nó sẽ nói về mô hình nào. Bạn lưu ý rằng đây là chúng ta đang hướng đến mục tiêu là chúng ta đạt được lợi nhuận là 2.600% một năm, hoặc đấy là chúng ta giả thuyết nhé, là cao nhất nhé, hoặc là chúng ta đạt được lợi nhuận giống như ông này đã nói, đúng không, 11.000% trong 24 tháng, đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể đạt được không? Chúng ta sẽ mời các bạn xem tiếp phần sau sẽ rõ.